Em ơi, dọn nhanh lên để tí nữa con chơi với chị nữa chứ. Dạ. Em làm gì vậy? Sao em làm bể bình của ba rồi? Em đâu có làm đâu. Ai cho phép con vào đây làm bể đồ đạc? Có biết đây là đồ đắt tiền hay không? Ba à, em lỡ tay thôi, ba tha cho em đi. Con có làm đâu, chị bắt nghe mà ba. Em không có được học tính nói dối đâu. Em nói thật thì ba sẽ tha cho em. Em nói dối á thì ba sẽ thêm tội đó. Đúng là đồ ăn hại, xuống dưới quỳ gối cho ba. Hôm nay không cho ăn uống gì hết. Sao ba chẳng bao giờ tin con hết vậy? Chị bất nghe sắp mua đôi giày mới, ba cũng đừng muốn mua. Còn đôi giày của con dùng khoảng 2-3 năm rồi, rách rồi ba cũng không biết. Chị bất nghe thích học đàn piano, học đủ thứ ba cũng đồng ý. Còn con thích học vẽ, ba cũng nghe lời gì không cho con học. Cái nhà này toàn cưng chiều chị Bích Nga không à. Sao con lại so bì? Chị Bích Nga sau này á sẽ trở thành ngôi sao tầm cỡ, làm rạng rỡ tổ tông. Thì đầu tư cho Bích Nga có gì sai chứ? Anh nè, con sai, anh đừng có la lớn tiếng, tội nghiệp con. Đúng đó, ba tha cho em đi ba. Hai người đúng là giả tạo.